Gà rán của Hương gồm mấy gì? Còn có bột. Đây, đây có pha bột chưa? Đây là có bột. Rồi và có trứng và có sữa. Đây là đùi gà. Bà nãy đâu ăn hoài. Đi xuống đi bà nãy không nghĩ ra nha bà nãy. Nè bột chiên giòn. Chiên giòn nha đây. Đây là bột chiên giòn. Đỡ nhìn nhiều chút con chiên bột nha. Bà nãy. Đũa cho mẹ đi. Mẹ cho con quậy cho. Đây để mẹ chọc cái trứng vào vô cái này. Dạ. Đồ da đồ gà ghen mới chiên. Không, chút cho ăn. À, chiên quậy. Thích quậy rồi quậy đi. Ok. Đây, sữa tươi không đường. Sữa tươi không đường nha mẹ. Nghe chị nha. Rồi, mà không cái. Thích ăn sữa tươi không đường. Rồi, mẹ quậy. Mẹ đọc cái trứng trứng gà thì con mới quậy được. Chứ con khá. Ôi con. Mẹ cho thêm sữa thì con chắc. Rồi mẹ cho sữa. Bởi vì vừa thôi, đặt đặt thôi. Đừng có lỏng quá, lỏng quá để làm nó không dính. Kim đổ qua bột phi sụ đi con. Nhất đầu quá chị Kim ơi. Cho mẹ đi ra hết. Chị ơi, để mẹ quậy xuống cái điều cho đi. Bà đang làm lên đây nha bà. Banana đó. Như banana đó. Mẹ cho con quậy đi. Mẹ đem đỏ vô đây nè chị. Hết rồi, em không thích ăn cái này đâu. Đây, được không? Đơn, cái gì? Đây là bột xù nha mọi người. Bột chi xù. Nè mẹ bột đi con đỡ biết bột. Con biết bột rồi. Mẹ con đánh xem nha. Rồi được rồi đó. Đừng đừng. Chưa. Chưa. Chạy chạy chạy. Mẹ giống đầu không? Bếp chuyên nghiệp người ta làm vậy đó. Mẹ cho con lại thôi. Rồi. Mà chào xoay mà. Chưa từ từ. Để mà cho bột đứng nó đỡ thấy nó. Cho bột nó nở nó bật vào. Nở. Mẹ cho con lại đi. Rồi, em cho chờ đợi bột đã bật dầu lên. Đó, đây là. À. Giờ cho nó sôi lên. Để cho miếng nước cái bột. Chờ chờ chờ. Thì chín rồi trời. Lột da ra không nè? Gì là nó muốn nở bột được gì? Lột da ra. Chứ vậy? Còn miếng nè. Mẹ mình chiên bao nhiêu lớp bột nè. Chiên lớp. Còn dư bột thì mấy ngủ xong tiếng không ai khó chịu luôn. Ba biết bé sao tụi con thấy nó ngáp mà tụi con chứ sao đó không? Cái gì? Trời. À. Đau chị quậy. Trời đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Đau. Hương quậy là đổ ra ngoài thôi. Lấy đồ lao lao. Rồi để đi tí mày làm cho. Con quậy em nè. Nha, chị quậy đổ không mà. Ồ, không biết ai. Mẹ con quậy cho mẹ. Con quậy. Mẹ trước khi ra dầu nóng mình sẽ quậy quậy. Rồi cho nó liền ra. Con bỏ mấy cái hộp này vô cho nó chiên chí gì. Chiên chí cái gì thôi. Hồi mẹ cũng phải lăn qua đó à. Chiên chí cái gì. Đó, sạch sạch đi được. Mẹ cho con. Rồi, giờ nóng chưa? Màu vàng với màu trắng. Đó.
vậy? Chim lấy cái chén đi, chim bị xanh trắng đi. Chén gì? Hai cái chén đi, hai đứa ăn Hương nó không ăn ớt được. Đây. 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 Khi con gắt thịt. Nó chấm cơm vậy. Để đi, để một tí lại. Đây giống cháo của em bé mà. Này. Trước tiên nhúng đùi gà vô. Nhúng to. Tôi này có cao. Lăn qua. Mẹ cho con lăn vô. Dính tay nè để mẹ làm nó được. Ủa sao mẹ? Ủa sao mẹ? Dám bóc tay vô đó luôn. Thế sao vậy? Rồi, lăn qua bột xì xù. Mẹ cho con với sao? Chảy rồi, chính ra chính ra. Nó chảy, nó chảy, nó chảy. Bỏ vô. Nhìn cái nữa. Ngu nó có ăn cái đó không? Ăn sao không ăn chàng? Cho con nói mỗi lần nó chỉ bỏ ra mà. Mẹ con quẩy. Rồi con lấy tay ra đi cho mẹ thấy cái gì vậy nhé. Tương ớt không hay gì? Con biết con thầy mà. Hồi xưa là con nhỏ. Chờ nó chấm có chút xíu gì nè. Đây, là nó chấm nha. Đây là tương ớt. Trời làm con mèo nó cứ dưới chân nó quận quận ngay hoài. Ra mà để cái này vô đây ra kìa. Mayonnaise được không? Hả? Con cũng ăn. Rồi, cũng vậy đó chắc. Đâu ra mẹ coi chỗ đi ra được chưa? Ủa nhanh vậy? Mời các bạn ăn với mình. Ăn không ba?
nay là hai đứa ăn món gì? Món gà biển. Lớn lên. Rất là ngon nha, món gà biển. Này cái thêm gì? Đây mình sẽ chấm tương ớt với mayonnaise. Mời mọi người nha. Cái này mới chiên xong cho nên rất là nóng. Mèo. Bột này ăn không? Ăn cho phỏng mỡ vậy. Bên trong là một lớp gà. Giòn. Ây da. Rồi ăn gà mình thích ăn cái lớp ở ngoài trước. Phải mất miếng tương ớt rồi. Này. Ăn rất là cay, mình chấm nhiều tương ớt. Ủa sao nó còn dính được cay? Cái gà nó sao ạ? Nó biết ăn cay mà. Con tương lấy tương nha. Ăn tương không? Không. Mèo. Là cái lớp da nó nè, nóng. Nó ngon nè mọi người. Nó chuyển. Đó. Cái nó mới chín tới luôn. Nó rất là cứng. Được sẽ. Đây, wow, bên trong là một lớp đây. Vô cùng ngon luôn. Rồi bây giờ mình cắm lên cái đùi nóng. Cầm lên cái đùi ra mình cắm luôn. Đây, ít tương ớt một chút rồi. Rất là nóng nha mọi người. Rất là ngon. Sẽ ăn lớp thịt nha mọi người. Em không cần. Em không ăn lớp. Em không ăn cái đùi. Em chỉ ăn cái lớp này thôi. Cắn mà cái lớp bột nó chưa vô được cái miếng gà luôn. Mọi người nha. Mời mọi người ăn chung với tụi mình. Cái răng hôm qua ăn chứa sấy bị gãy rồi. Giờ có miếng gà không được. Thì có mê nè. Ăn cơm nữa. Rồi, chào các bạn. Rồi. Rồi chờ. Các bạn nhớ đăng ký, like và share những cái chuông bên cạnh nha. Còn bây giờ thì máy bay. Chào tạm biệt các bạn.